Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của FPT Shop. Và với mức giá tầm 14-15 triệu thì cũng sẽ có khá sự lựa chọn cho các bạn đối với những cái chiếc laptop dành cho học sinh sinh viên, laptop văn phòng. Nhưng để có một chiếc laptop có màn hình đẹp, cấu hình ổn định với cái mức giá như vậy thì cũng sẽ hơi khá đau đầu đó. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một chiếc laptop đến từ thương hiệu Acer, đó chính là chiếc Acer X415E. Và cùng mình khám phá xem ở chiếc laptop này có gì đáng mua hay không nha. Bắt đầu thôi. Đầu tiên là về phần thiết kế, chiếc máy này sở hữu một cái thiết kế vô cùng nhỏ gọn, thanh lịch và chỉ sở hữu một cái trọng lượng 1.5kg cho một cái chiếc máy 14 inch như thế này thôi. Có thể nói là khá là nhỏ gọn, thuận tiện cho các bạn mang theo di chuyển, làm việc bất cứ đâu và bất cứ nơi nào. Toàn bộ chiếc máy này được phủ một cái màu bạc khá là sang trọng, đồng nhất từ cái phần nắp máy đến phần thân máy và cả phần bàn phím nữa, làm tăng thêm cái sự sang trọng cho cái chiếc máy này. Phần logo Acer thì được đặt chính giữa như thế này, tuy nó không quá nổi bật nhưng mà vẫn đủ để cho chúng ta có thể nhận diện được thương hiệu. Các góc máy được bo cong tròn với những đường cắt vát khá là tỉ mỉ. Tuy nhiên có một điểm mình không thích trên thiết kế của chiếc máy này, đó chính là vị trí khe tản nhiệt nó được đặt ở bên cạnh trái ngay các cổng kết nối như thế này các bạn. Khi mình sử dụng thỉnh thoảng thì mình có quên mình đặt tay sang thì cái tay của mình nó bị phà khi nóng vào. Đồng thời các dây kết nối ở bên cạnh này nó cũng sẽ bị hơi nóng luôn nha các bạn. Còn một điểm nữa là ngay vị trí kê tay nó dán quá nhiều tem luôn các bạn. Đối với cá nhân mình thì mình thực sự không thích cái việc dán quá nhiều tem trên một chiếc laptop như thế này, bởi vì nhìn nó hơi rối mắt. Tuy nhiên đối với một số bạn có lẽ sẽ thích hoặc là nó sẽ hữu ích, bởi vì nó có những cái thông tin khá là nổi bật trên chiếc laptop này các bạn có thể xem. Giống như là ở đây có Intel Core i3 nè. Bên đây chúng ta sẽ có chuẩn tư UV Ryzen cũng như những cái điểm nổi bật ở trên chiếc X415 này. Phần bản lề trên chiếc máy này được làm khá chắc chắn, tuy nhiên thì mình cũng hơi khó để có thể sử dụng một tay để thao tác gập mở nha các bạn. Đồng thời ngay cái vị trí tiếp nối giữa phần nắp máy và phần thân máy nó sẽ có thiết kế lõm vào một chút như thế này để chúng ta có thể tiện mở máy hơn. Viền màn hình hai bên của chiếc laptop này rất là mỏng luôn các bạn. Tuy nhiên viền phía trên và viền phía dưới thì có hơi dày. Như các bạn có thể thấy nè, viền phía trên thì nó sẽ có webcam và micro, còn viền phía dưới sẽ có chữ Acer. Cho nên nó hơi dày một chút thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà nhìn tổng thể thì nó cũng vẫn khá là hài hòa. Đồng thời cũng sẽ có những cái miếng đệm cao su nhỏ chạy dọc quanh viền màn hình như thế này để tránh trường hợp khi va đập. Hoặc là nhiều khi mình quên mình để những cái vật nặng đè lên trên cái laptop, nó sẽ làm cho cứng màn hình. Thì đó, với những cái miếng đệm cao su này sẽ bảo vệ màn hình laptop của chúng ta tốt hơn. Chiếc X415E này sở hữu màn hình kích thước 14 inch cùng với tấm nền IPS độ phân giải Full HD, tần số quét 60Hz cùng với độ sáng là 250 nits. Có thể nói là một cái chiếc màn hình khá là chất lượng trong cái mức giá 14-15 triệu này rồi các bạn. Thường thì với mức giá này các bạn sẽ chỉ có tấm nền CN thôi và cũng không được chú trọng quá về chất lượng màn hình, bởi vì đối tượng khách hàng người dùng ở phân khúc này thì người ta chỉ tập trung phục vụ cho người dùng với những cái nhu cầu văn phòng cơ bản thôi. Còn ở chiếc X415 này mang đến cho mình những cái trải nghiệm về giải trí như xem phim, lướt web khá là thích luôn các bạn. Màu sắc hiển thị bắt mắt, sắc nét và cũng rất là chân thực nữa. Ngoài ra máy còn được trang bị công nghệ chống chói anti-cla và chuẩn tia UV Green Lens giảm lượng ánh sáng xanh thoát ra để bảo vệ mắt khi mà mình ngồi máy tính quá lâu. Màn hình của chiếc máy này còn có khả năng gập mở 178 độ cho góc nhìn rộng hơn. Nhưng mình khi làm việc điều kiện ánh sáng khác nhau thì mình dễ dàng điều chỉnh góc máy màn hình hơn để cho hướng nhìn được tốt hơn. Đồng thời với việc mở ra 178 độ này là để trong trường hợp mình lỡ tay mở máy lên quá đà thì cũng sẽ không làm hư cái phần bản lề của máy. Và mình thật sự rất là thích cái phần bàn phím trên cái chiếc máy này luôn nha. Layout bố trí khá là hợp lý, kích thước phím rộng cho cảm giác gõ rất là thoải mái, không bị đánh nhầm phím. Hành trình phím cũng khá là sâu, gõ có độ nảy khá là êm tay. Tuy nhiên có một điểm hơi tiếc là nó không có đèn bàn phím thì cái này cũng hơi bất tiện một chút. Thì các bạn khi mà chúng ta sử dụng máy thì chúng ta tìm chỗ nào có đủ đèn một chút thì vẫn đảm bảo được khả năng nhìn khá là ổn. Do phần bàn phím của chiếc máy này được làm cùng chất liệu và màu bạc với toàn bộ thân máy nên nó rất là bắt sáng luôn các bạn. Mình thì ngồi làm việc trong văn phòng, đủ đèn ánh sáng màn hình nó phản lên cái phần bàn phím cũng rất là sáng luôn rồi các bạn. Phần top back của máy được làm thấp hơn bàn kê tay và kích thước top back có hơi nhỏ nhưng mà nó cũng khá hợp lý trên một cái chiếc máy 14 inch như thế này. Chỉ có điều là mình thấy cái khoảng cách giữa phần top back và phần bàn phím vẫn còn rộng. Cho nên giá như mà nó làm phần top back rộng ra hơn một xíu nữa thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà thôi, như vậy cũng đã rất là đủ dùng và ok rồi. Thường thì mình cũng có xài thêm chuột nữa cho nên có thể nói là cái phần top back nó cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến trải nghiệm của mình trên cái chiếc laptop này. Những thao tác di chạm trên cái phần top back này đều rất là nhạy và mượt mà.
Phần phía trên góc của nó có tích hợp cảm biến vân tay cho thao tác mở máy nhanh hơn, chỉ cần chạm vào là vào máy luôn, không cần bấm vào mật khẩu, đồng thời còn tăng tính bảo mật cho chiếc laptop nữa. Về phần cấu hình, chiếc X415e này được trang bị con chip Intel Core i3 nhưng mà là thế hệ thứ 11, 1115G4, 2x4 luồng, khá là mạnh mẽ. Cùng với 8GB RAM hỗ trợ nâng cấp tối đa 24GB, 256GB SSD tích hợp card đồ họa Intel UHD Graphics, cấu hình có thể nói là rất là đáng gờm trong tầm giá này luôn. Đối với các ứng dụng văn phòng, duyệt web, các phần mềm cơ bản, máy chạy một cách rất là mượt mà, ổn định, đồng thời cho tốc độ truy xuất dữ liệu cũng khá là nhanh. Chiếc X415e này còn có thiết kế lưu trữ kép để mình có thể lắp thêm một ổ cứng SSD hoặc HDD nữa. Nhưng mình nghĩ nếu những cái nhu cầu sử dụng thông thường thì chỉ cần 256GB SSD đã quá thoải mái rồi. Còn các bạn có nhu cầu cao hơn thì nên lắp thêm ổ HDD là được rồi, vừa hiệu quả mà còn tiết kiệm nữa. Ngoài phiên bản mà mình đang có ở đây, máy còn có rất là nhiều phiên bản khác nhau. Các bạn có thể vào website fptshop.com.vn để tham khảo thêm nhé. Về cổng kết nối ở chiếc máy này, chúng ta sẽ có cổng USB Type-C, HDMI, USB 3.0, khe khóa NIM, hai cổng USB 2.0. Hơi tiếc là không có khe thẻ nhớ SD nhưng mà cũng tương đối đầy đủ các cổng kết nối cần thiết rồi. Máy sở hữu viên pin 2 cell 37Wh, một thời lượng pin không cao cho nên là nếu mà các bạn mang đi học, mang đi ra ngoài làm việc thì chúng ta nên mang theo cả sạc. Cục sạc của nó cũng nhỏ gọn thôi, cũng không có quá cồng kềnh đâu nên các bạn có thể yên tâm về cái vấn đề này. Asus X415e với mức giá bán hiện tại là 14.699.000 đồng tại FPT Shop thì chúng ta sẽ có một chiếc máy màn hình 14 inch, sử dụng tấm nền IPS độ phân giải Full HD, 8GB RAM, 256GB SSD. Mình nghĩ chiếc máy này sẽ khá là phù hợp đối với các bạn học sinh sinh viên, đặc biệt là các bạn nhân viên văn phòng và những bạn chúng ta công việc không quá đòi hỏi về cấu hình cũng như không có sử dụng đồ họa chuyên nghiệp thì đây sẽ là một sự lựa chọn dành cho các bạn. Còn đối với bản thân mình là con gái thì thật sự mình cũng rất là thích cái thiết kế nhỏ gọn của chiếc máy này cũng như là cái phần cấu hình ổn định và cái phần màn hình của nó. Còn các bạn cảm thấy chiếc máy này như thế nào thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của FPT Shop. Bye bye.